Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm cái khẩu M41 Thalysian. Úi rồi, dạo này cầm nhân vật Venus hơi bị nhiều, đâm ra nhảy nó không quen. Tại vì cái nhân vật Venus thì nó lại tăng tốc độ di chuyển ấy. Úi rồi, anh tơ này, mình chạy ra đây. Rồi, lên bàn thờ nha. Ai, một bè rồi. Ở cái phòng này mới vào nên hiện tại chỉ có hai người thôi, còn lại toàn zombie thôi. Tha hồ cận chiến này. Ơ, cái định mệnh nó nữa. Ôi, của nhà mày tất đấy, ngồi đấy mà ăn đi. Khốn nạn. Chạy rồi, cho nó chết. Đấy, qua đây, ui dồi ôi, dâm non đây rồi. Căng vãi, sau lưng kia bạn ơi. Hay quá, chết rồi. Bằng cầm TMP mà không ăn được tất à. Chỉ được cái giỏi là cái S của người khác thôi. Này thì dâm non mà hứng chó này. Mình dâm non dạo này hơi bị gắt đấy. Ơ kìa, sao lại nhìn rớt thế? Chắc là thấy cây M41 Legion nó đẹp quá ấy, nên run tay ngã xuống. Úi dồi ôi, thằng này nó bị lag hay sao? Đây rồi, đây rồi. Dạo này mấy anh zoom non hơi bị hứng chó đấy. Rồi, bơi vào đây. Tao đã sợ mày quá cơ. Úi dồi ôi, mực fake hơi bị trâu. Ui, ui vãi xoài. Tuy nhiên chắc là yếu máu rồi. Vâng, quả đấy mình cũng sợ và cũng rớt luôn. Vâng, nếu mà muốn rớt thì rớt ngay, chứ còn mà đến cuối mới rớt thì nó bắt bài liền. Chạy thôi. Úi dồi ôi, mình nghe trên đầu mình rất là đông. Đấy, mình lại bay lên đây. Úi dồi ôi, thôi xong rồi. Rớt xuống rồi. Làm gì mà căng vậy? Làm gì mà căng vậy? Ôi, thôi xong rồi. Mất bài nó cái giáp. Chạy thôi. Nhanh nào, nhanh nào. Hết hồn. Một tí nữa là vào vòng tay của chị Cương Thi rồi. Khiếp thật. Đấy, lại lên đây. Còn 20 giây nữa. Hay quá, tí rớt. Lại cái thằng này. Đã yếu rồi thì đứng mà hồi máu đi. Vâng, nó còn đi để lại một đống khói đen nữa. Khốn nạn, chạy thôi. Vâng, khói đen mù mịt như này chắc chắn là zombie nó sẽ thừa cơ mà đục nước thả câu anh em ạ. Hay quá, hết giờ rồi. Ok. Cái khẩu này thì nó cũng giống với khẩu M41 thôi. M41 Transformer ấy. Nhưng cái dòng này có một số bạn lại bảo là gì ta, nó mạnh hơn cái phiên bản gốc. Vâng, hàng fake thì nó cũng như hàng gốc thôi, chả khác cái gì cả. Úi dồi ôi, vãi xoài. Suýt tí nữa là vào vòng tay của anh tơ rồi. Vâng, bây giờ chơi map zombie ấy thì đừng tin bố con thằng nào hết. Không có anh có em gì trong cái chế độ này đâu. Thằng nào gạ chơi cùng cũng té nó ra cả trăm mét nhá. Úi dồi, chơi thử này. Rồi, một bé. Đơn giản. Anh tơ chắc không ăn được rồi, hơi bị đông. Vâng, đã thế còn TMP nó dã nữa. Kinh phết đấy. Ok, mình sẽ đi từ từ kiếm cận chiến nào. Chứ còn bắn như này thì cây M41 nó không đú lại với bọn này đâu. Úi dồi ôi. Vâng, TMP ngã rồi. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Úi dồi, bắn luôn đi. Tí nữa thì vào vòng tay của chị Diệt rồi. Úi dồi ôi, anh tơ ơi, làm gì căng vậy? Em vẫn chưa hưởng hết sung sướng của cuộc đời. Chưa vợ, chưa con anh ơi. Úi dồi ôi, làm gì căng vậy? Vâng, muốn hiếp chết người ta đây mà. Ây da, thiệt là khổ. Ây da, người ta chỉ múc tí kêu thôi mà. Làm gì căng vậy? Làm gì căng vậy? Thôi xong rồi, anh tơ muốn giết mình anh em ạ. Thôi xong rồi. Vâng, tao sợ mày quá cơ. Ơ, cái định mệnh nó lừa. Bắn vào chân mà nó chết kìa. Xàm thật ý. Còn tí nữa là anh tơ đã lên bàn thờ xem tivi rồi. Ok, quay lại đây tơ ơi. Quay lại đây. Giải quyết mâu thuẫn nào. Úi dồi. Vâng, sao dung non nó yếu vậy trời. Bắn có mấy phát là chết rồi. Úi dồi, sao lại không thoát. Không thể thoát được với bọn này. Vâng, phải bơi ra đây và cân tất thôi. Chúng mày bơi hết vào đây. Tao sợ chúng mày quá cơ. Đây tuy là không phải TMP nhưng vẫn dã được.
Làm gì mà căng vậy? Hết thằng này đến thằng khác nó hiếp mình. Úi dồi ôi, đông thế. Toàn đầu trâu mặt lợn nó chặn đường thôi. Rồi, mất giáp rồi. Còn 5 giây. 4 giây. No. Gần hết giờ thôi. Hay quá. Tí nữa thì lại có hero rồi. Bằng mút có tí kill thôi mà nó hiếp dã man. Chắc mấy ông này nhìn thấy vũ khí đẹp quá nên chạy theo xin chữ ký đấy. Vâng, xin chữ ký mà cứ dùng vuốt dùng nanh chạm vào người ta không à. Hay à, thiệt là khó. Xin chữ ký kiểu đích gì vậy? Không làm rồi bay. Ok, hay quá. Vâng, đến giờ bán hình rồi. Bán hình rồi. Không thể thoát được anh em ạ. Vâng, nhảy đường nào cũng là đường đạn thôi. Đâu rồi? Úi dồi ôi, lại nhảy mít nữa rồi. Vâng, có mỗi hai con zombie bài thôi. Mà đã thế anh em bán hình liên tục nữa. Vâng, còn thẩm du kìa. Cạn lời. Quá đáng. Phòng có hai con zombie thôi. Cũng đứng thẩm du cho được. Vãi xoài, thằng nào tương flat thế. Thằng này chơi mất dạy thế. Người ta đang đi vào cái chỗ nguy hiểm nhất. Ê, anh tơ vẫn cố gắng các bạn ạ. Rồi, giết đấy. Hiếp đấy. Hay quá, một thằng. Một thằng, ok, một thằng thôi. Ham hố cho nhiều. Một là được rồi. Rồi. Ui dồi ôi, anh em bắt đầu hứng chó cận chiến ở khu vực phía sau map rồi. Phía sau map là nơi cận chiến anh em ạ. Cứ bình tĩnh mà hiếp thôi. Hay quá. Ân ăn kill rồi. Còn lâu nha. A hi hi. Ok. Ok, ui dồi ôi. Nó chạy ngay sau lưng. Hiếp thật. Này thì nhìn Ân này. Ân đẹp dài lắm. Nhìn là phải trả tiền ấy. Nhìn cái gì? Ui dồi ôi. Này thì móc với chúng tôi này. Móc với chúng tôi này. TMP đâu ra nhiều thế. Vẫn còn TMP. Bọn này chắc là nhận sau rồi. Nào coi, zombie nhiều lên rồi. Ơ kìa. Vai cận chiến hơi bị sai ạ. Còn thiếu tí nữa là không mất được cái giáp rồi. Ui dồi ôi. Ui dồi, cái gì vậy? Bạn bỏ sót cái gì chăng? Ui, vai xoài. Đèn thế nhở. Ok, chúng ta sẽ đi kiếm người bắt nào. Này thì chạy đâu? À đâu? Tôi xong rồi, quên nhìn cái thời gian. Còn đúng có một giây. Nhìn lên thì đã lỡ tay cào rồi. Ui dồi ôi. Nó gần, nó mạnh lắm anh em ạ. Phải ngồi xuống cơ. Nhưng cơ bản ý, thì ngồi xuống trong lúc chạy thì làm điều không thể. Tờ đâu? Hiếp đê. Giết nó. Ui dồi ôi. Nhìn tơ này. Và cạn lời. Tơ level 28. Và phải nằm xuống rồi. Vâng, chúng ta đến với màn hình của Dragon. Xem thì mấy. Vai xoài. Cái gì vậy? Cái gì đang xảy ra vậy? Vâng, chúng ta cùng đến với trận cuối nhá. Trận cuối này mình nghĩ nó cũng ít zombie thôi. Nó lại bán hình. Trừ phi mà anh em nó cứ thích lao vào cận chiến các kiểu thì lúc đấy nhiều lắm. Vâng, mình nghĩ những cái trận cuối này thì anh em rất là hứng chó đây. Tại vì rất ít zombie. Úi dồi ôi. Thằng nào nó cứ sở thích đổi bãi nhở. Thích tương bom vào mặt người khác thôi. Cạn lời. Đấy, có sai đâu. Còn bây giờ chỉ có một con zombie thôi. Mỗi anh tơ ở lại. Thằng kia nó bỏ bạn. Úi dồi ôi. Đi trước mặt tơ thế kia. Này thì đi trước mặt tơ này. Ngu người. Đáng nhẽ thì chỉ mỗi anh tơ ăn hành thôi. Nhưng bạn này, bạn ấy hứng chó quá. Làm gì đây? Úi dồi ôi. TMP với lại M4 dã như này thì làm sao mà sờ được vào ai cơ chứ. Đấy, cho nó sờ đi. Ơ kìa. Cho nó hiếp thằng kia đi cầm lục nữa. Vâng. Bây giờ lục cũng xuống cái thang.
gắt thật. Và chúng ta sẽ ra sau này đi, để đi kiếm zombie cận chiến. Ở trước kia thì chả cận chiến được đâu. Đây rồi, núp đi tớ ơi. Ui dồi, tớ lại ra phía trước chơi rồi. Rồi, hiếp được một người. Hay quá. Ui dồi, zombie bắt đầu tăng lên. Một con số tăng trưởng ở mức kinh khủng. Hay quá. Tầm này chuẩn bị có zombie để chơi rồi. Ai, bạn lên đây bạn ơi. Đúng rồi. Mà cứ bơi hết ra đây. Mình sẽ hướng bạn đến những cái chỗ mà nhiều người nhất. Ai hí. Này, ơ kìa. Ơ kìa, ơ kìa. Nhảy lên. Nhảy lên. Thanh niên ngu người. Đâu rồi, anh em đâu hết rồi. Còn 26 giây. Đây này, sau lưng bạn ơi. Ui dồi ôi. Không biết là có hero không. Đấy, mình sẽ để cho nó lên. Ui hay quá, có hero rồi. Bạn trận cuối phê thế. Ui dồi ôi, headshot. Cái gì đây? Cái gì đây? Rồi, mình biết tờ đã móc ngay bên này rồi. Khiếp quá tờ ơi. Làm gì căng vậy? Ui, vai xoài. Vâng, đã biến, ấn nút biến hero rồi. Nhưng không thể biến được. Cạn lời. Đậu xanh cho nữa. Tí nữa là có hero rồi. Và nghịt ngu quá. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Này cận chiến này. Thích đú à. Thằng này nó lại tính giở trò đối bại giống như trận đầu tiên của mình. Nhưng anh thất bại rồi.